ngày hôm nay sẽ là một người truyền lửa mạnh mẽ. Hãy đi tìm một người giáo viên đã nhận một cậu bé tí hon làm con và nuôi. Ngày này, ngày nay, ở một vùng đất xa xôi của tỉnh Quảng Ngãi, có một cậu bé sinh ra chưa đầy 50cm, người ta gọi là cậu bé tí hon. Nhà tí hon ở tít trong rừng sâu, hàng ngày cậu nằm trong túi vải theo cha lên nương rẫy. Tí hon rất muốn được đến trường, nhưng vì nhà nghèo không có tiền đóng học. Quãng đường từ trường đến nhà rất là xa. Tôi và nhà trường đã cùng biến câu chuyện cổ tích thành sự thật. Tôi là giáo viên nhận nuôi cậu học trò tí hon. Hàng ngày tôi thức dậy từ lúc 6 giờ sáng tại một ngôi trường nhỏ thuộc vùng miền núi xa xôi. Công việc của tôi không phải là để ăn sáng, cũng không phải để nghe một cuộc điện thoại, mà để đánh thức cậu học trò tí hon đến lớp. Tôi chính là người cha của cậu học trò tí hon. Người kỹ sư vui mừng khi thấy cây sầu mình vừa mới xây xong. Người nông dân mỉm cười khi đồng lúa chĩu bông. Người giáo viên rất là vui sướng khi thấy người học trò của mình trưởng thành. Riêng tôi, niềm hạnh phúc của tôi là được khi nhìn thấy cháu học trò tí hon đã được hòa mình vào với cộng đồng. Tôi chính là người giáo viên đã nhận bé tí hon về nuôi. Mỗi nghề có một lời ru, dở hay thầy cũng chọn xu khúc này. Lời ru có rễ đông đầy, mang theo khát vọng được đi đến trường. Tôi chính là giáo viên nhận nuôi cậu học trò tí hon. Từ trên trời cao, những thiên thần hộ mệnh, chúng tôi đã nhìn thấy một cậu bé được sinh ra. Tôi muốn mang những điều tốt đẹp đến cho cậu bé. Tôi là giáo viên đã nhận nuôi cậu học trò tí hon. Nhiệm vụ của hai đội là đi tìm người giáo viên đã nhận cậu học trò tí hon đó. Chị số 1, chị bao nhiêu tuổi ạ? Tôi năm nay 46 tuổi. Thế vì sao ngay từ đầu chị chọn nuôi bé? Trong một lần tôi đi vận động các học sinh về học nội trú của trường, thì tôi thấy trường học của bé, lúc đó là bé đang nằm trong túi vải của ba. Và tôi nói với gia đình là tôi muốn nuôi bé. Chị nói như thế nào mà đủ thuyết phục cho cha mẹ của bé tí hon đưa cho chị nuôi? Tôi nói là tôi muốn đưa bé về trường để cho bé đi học. Mà lúc đó bé nhỏ xíu hay là bé đã đi được rồi? Lúc đó là bé tầm 4-5 tuổi. Cho em hỏi anh số 2 là khi mà bé đến trường học thì cái phản ứng của các bạn trong lớp có bị khác không ạ? Khi bé mà đến trường thì các bạn thấy lạ. Nếu như mà có khoảng 1-2 bé như vậy nữa, chú có sẵn sàng nhận về nuôi không? Nếu như mà mình có điều kiện tốt đấy, nhà trường cho phép đấy, thì mình sẽ đưa về mình nuôi hết. Một mình chú nuôi hả? Nếu như mình nuôi được một đứa rồi thì thêm 2-3 đứa nữa mình nuôi cũng được. Cho hỏi anh số 5, anh ơi, bạn tí hon là tên thật là gì ạ? Tên ca rẻ. Bạn tí hon có cái điều gì mà khác so với những cậu bé còn lại? Hiện bé là 11 tuổi và chiều cao hiện tại bây giờ là 62cm. Anh nhận nuôi một đứa bé như vậy, gia đình anh có ý kiến gì hay không ạ? Gia đình thì ban đầu cũng phản đối, nhưng mà về sau thì cũng đồng ý. Anh có cháu nào không ạ? Dạ, cũng có một cháu. Cháu trai gái ạ? Cháu trai. Cô số 4 là bây giờ cô còn dạy không? Tôi hiện còn đang dạy học. Cô dạy cấp mấy cô? Tôi dạy cấp 1. Cái khó khăn gì khi nuôi bé tí hon, ví dụ như ăn uống cái chế độ như thế nào, ngủ nghê như thế nào, hoặc là nhỏ quá thì có bệnh oặt ẹo nhiều không vậy cô số 4? Khi mà nhận cháu về nuôi thì quả thật đấy là một vấn đề rất là khó khăn. Cháu không có răng nên là cái việc ăn uống thật sự là khó khăn, mà cháu lại không ăn cháo, chỉ muốn ăn cơm bình thường. Nên là tất cả thức ăn đều phải cắt nhỏ. Và cô số 4 là cô nhận bé trong trường hợp nào ạ? Khi mà tôi đi xuống dưới bản để vận động học sinh đi lên trường nội trú vào đúng độ tuổi học. Tỉnh nào cô? Tỉnh Quảng Ngãi. Anh số 3, cho em hỏi là cháu tí hon khi vào trường có cái khó khăn gì so với lại mọi bạn không? Về mặt trí tuệ ạ? Tôi dạy cháu một cái là cách biệt, không có thể hòa đồng chung với lại các học sinh khác trong lớp được. Bé cho không nói được. Nhưng mà cái giáo dục này không phải là giáo dục cho bé học, mà giáo dục cho bé hoạt động bình thường như là những người khác. Bây giờ
mời hai đội lựa chọn. Wow, ca này khó quá. Như vậy là hai đội đều số 2. Giang biết sao không? Thật tình là ba bạn này cũng thấy thương thiệt. Cái game này thật tình là khó. Tại vì game về hoa là về tay chân, mình cũng không nhìn kỹ được. Còn đây cảm xúc, nếu mà cảm xúc giỡn như cái hồi đầu á thì các bạn có thể lộ, nhưng mà cái này là cảm xúc thương yêu thật. Thì những con người trên đây đều có cái lòng thương yêu trẻ nhỏ thì sẽ nói được thôi. Mà khi nói cứ vậy tiếp tục là dẫn mình vô là mình gây nghiện thôi. Mình nói đúng rồi ha, cũng thương. Như vậy nhưng thôi. Mà ban tổ chức lần này phải công nhận, cho một lời khen cho ban biên tập là tìm được những cái người hợp vai, rất là hợp vai, và họ cũng chân thành theo câu chuyện, họ không có diễn, rất là hay. Người bí ẩn là ai? Chúng ta chờ sau vài phút giải lao. Bây giờ là kết quả. Người bí ẩn đang đứng ở đâu? Sẽ có một cái cách để chúng ta tìm được người bí ẩn khác những vòng trước, là cháu sẽ xuất hiện và sẽ chạy đến vị trí là người đã nhận cháu làm con, và cháu sẽ xuất hiện trên sân khấu. Xin mời. Trời. Đây, để chú Giang ẵm con. Giang con ra ba nha, ra ba mẹ nha. Bây giờ nè, con đứng đây đố con ba hoặc là mẹ con đang ở đâu. Chạy lại đi, chạy lại. Trời ơi trời. Cha thật rồi. Sao hồi hộp vậy? Bây giờ chúng ta cởi nón coi cho bé nhận dạng nha, nhiều khi bé không thấy được. Số 3. Trời ơi. Tôi tên là Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sơn Ba. Tôi chính là người nuôi cậu học trò nhỏ Tí Hon. Xin mời thầy ra đây. Và xin cảm ơn những người bí ẩn. Con ơi. Chào con. Chào con. Trời ơi, cưng. Cái cơ duyên nào mà thầy gặp được em thầy? Thực tế tôi là một hiệu trưởng đóng trên một địa bàn xã miền núi rất xa xôi của huyện Sơn Hà, huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc sống của người dân nơi đây và những cháu học sinh thì còn rất là khổ. Trước đây chúng tôi phải đi bộ tới 6 tiếng đồng hồ mới lên đến nhà cháu. Chúng tôi đã đưa tất cả các cháu học sinh của cái điểm trường thôn đó về trường chính để học và nuôi dạy các em và trở thành một cái trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học. Từ năm 2012 tôi lên là em được 5 tuổi rồi. Mà hồi nhìn thấy mẹ của em bỏ trong một cái điệu, đầu tiên tôi không nghĩ là một đứa trẻ. Lúc đấy em giống như một chú khỉ con. Thế tôi cũng thấy rất là lạ, tôi mới lại tôi hỏi là cái gì đây? Thế mẹ nói là con. Thế tôi nói là được bao nhiêu tuổi? Thế nói là được 5 tuổi. À, tôi bảo là vậy thế thôi, nuôi đi đến đủ 6 tuổi xuống trường ở với thầy được một ngày thì thầy sẽ nuôi luôn. Thế đến năm 6 tuổi chúng tôi tuyển sinh cũng không được 100%, tôi nghĩ ngay còn cậu bé này cậu chưa ra lớp. Đích thân tôi phải lên tận nơi tôi điều đình xuống. Mãi đến năm 7 tuổi đấy, cha em cũng mới đưa xuống, đầu tiên sợ
không biết là đưa nó xuống nó có tiếp cận được với lại học sinh không, hay là nó có ở được với thầy không. Nhưng bằng cái quyết tâm thì cha em đưa em xuống thì ở luôn một tuần. Mọi trẻ em đều có quyền được đến trường, thì riêng em Đinh Văn Ca Rể này thì không phải là trường hợp ngoại lệ. Đó là cơ duyên và xuất phát từ cái việc mà chúng tôi đã làm. Thầy cho em hỏi là bây giờ em có ở với ba mẹ lại không thầy? Thứ bảy chủ nhật đấy là em về với cha mẹ em, còn lại là em sống ở nội trú ở với trường và trực tiếp là ở với tôi. Khi anh nuôi cháu thì có được sự hỗ trợ gì của ai không ạ? Hay là anh tự nuôi thôi? Không những là cháu Đinh Văn Ca Rể này mà một số cháu ở trường tôi đấy thì các cháu có chế độ của nhà nước. Mỗi cháu là một tháng là 640.000. Riêng của cháu đây thì cháu được hưởng cái chế độ là học sinh khuyết tật. Cái tiền học sinh khuyết tật này thì cha cháu sẽ là người nhận để phụ giúp cho gia đình. Còn đối với lại Ca Rể thì ở với thầy thì không thiếu thốn gì cả. Bà xã của anh với gia đình đó có đồng ý cho anh nuôi không? Rất may là bà xã tôi cũng nằm trong ngành giáo dục, cũng là giáo viên. Hai đứa con của tôi nó cũng rất yêu quý anh Ca Rể. Để Ca Rể về nhà tôi bây giờ, Ca Rể là người anh cả. Bé có ăn một cái chế độ gì đặc biệt không anh? Cháu ở trường ở bán trú nhưng mà không ăn cùng các bạn mà ăn trực tiếp với hiệu trưởng và ngủ với hiệu trưởng. Và đi tắm thì có hiệu trưởng lo. Bạn không có răng nhưng mà bạn lại thích ăn cơm, không thích ăn cháo. Trời thế ơi. Thì muốn ăn thịt hoặc là cá đấy mình phải dùng cái kéo mình cắt nhỏ ra cho cháu ăn. Mà được cái này nè anh ạ. Cháu nó được tặng một cái món quà, anh thấy là lúc nào cháu nó cũng hồn nhiên và yêu đời. Cái năng lượng tích cực và lạc quan trong người cháu rất là nhiều. Lúc nào cũng cảm thấy vui và thoải mái. Và đến gần mọi người lúc nào cũng mang đến niềm vui cho họ. Anh em có thể lên làm quen với bạn được không ạ? Kia con chạy lại chỗ chú nghe. Đi, bắt tay mình làm quen đi. Quen nhau chưa? Mình quen nhau chưa nhỉ? Bây giờ con quăng bắt tay cô Việt Hương đi. Rồi, giỏi quá. Đây, đây là chú Xuân Tiền. Bắt tay chú Xuân Tiền luôn. Rồi, bắt tay chú Mai Tài Phến luôn. Mình lịch sự mà, mình là người đàn ông lịch sự mà. Đúng nha. Bắt tay chú Quốc Anh luôn. Ôm cả luôn. Ok, xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ngoài việc là có thầy đi thì có bố đi theo nữa, chúng ta cùng gặp gỡ bố của cháu. Xin mời ạ. Chào ba đi, con chào ba đi. Ê, con chào ba. Cha cậu bé là làm nương với lại đốt mật ong rừng. Thôn của cha cậu bé là rất xa, nằm ở trên núi ấy. Thưa quý vị, bây giờ là lớn hơn một tí rồi thì nó đỡ rồi chứ ngồi hồi nhỏ như thầy kể và như mình từng xem chắc kinh khủng lắm. Thật sự luôn, em không tưởng tượng ra là lúc đó thầy nuôi bạn như thế nào luôn á. Quá khó khăn và không phải ai cũng có thể sẵn lòng để làm cái chuyện đó. Và đặc biệt là ở trên đó nữa, điều kiện cũng khó khăn. Mà thật sự làm cái điều này thì đối với mọi người ở đây, đó là một cái điều rất là phi thường. Quý vị ơi, một cái sinh linh đáng yêu như thế này mà chúng ta không có những người như thầy thì không thể nào mà bạn có thể giao tiếp tốt được như bây giờ, đúng không ạ? Và cảm ơn thầy đã mang cái câu chuyện này ra làm cái động lực, một cái sự khơi nguồn cảm hứng, truyền năng lượng cho những cái người ta muốn làm việc tốt. Người ta tin vào là nếu người ta cố gắng, người ta sẽ làm được những cái điều phi thường, bắt đầu từ những cái việc đơn giản nhất. Hồi nãy thì Việt Hương cũng rất là bất ngờ khi mà thấy là bé được thầy hiệu trưởng ẵm á, thì Hương xúc động lắm. Tại vì ai làm cha làm mẹ thì mới biết là nuôi con cực khổ cỡ nào. Và đây là anh nhận nuôi với bé khác biệt hoàn toàn vì rất là nhỏ. Thật ra một đứa trẻ sanh ra nó có thể có ký lô là 3,9 kg rồi, mà anh cứ nuôi bao nhiêu năm vẫn 3,9 kg. Thì cái sự chăm sóc nó nương lắm, cả gia đình luôn. Vì Hương thấy thì đều yêu bé và anh ôm bé giống như là một cái đứa con của mình thật. Anh còn phải quản lý cả một cái trường có bao nhiêu bé, lại nuôi thêm một bé rất là nhỏ nữa. Với cái tấm lòng đó và với cái ý thức và những cái lời nói của anh rất mộc mạc, em xin đại diện ba bạn trẻ ở đây cũng như là Trấn Thành cảm ơn đầu tiên là tấm lòng của anh, và cảm ơn những lời nói mộc mạc để em phát hiện ra anh, và cảm ơn luôn cái tinh tế của anh khi anh nhìn vô trong cái bọc vải, anh thấy đứa bé và anh hỏi cái gì đây.
Nhờ như thế mà hôm nay bé xuất hiện rất lanh lẹ, hoạt bát. Có thể không biết nhiều cái chữ như anh mong muốn, nhưng bé có được cái kỹ năng sống bằng cái bản thân. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Việt Hương xin gửi tặng đến trường của anh 5 triệu đồng để về mua bánh nha. Tặng hết cho nguyên trường ăn. Nói hôm nay dẫn ca rể đi xuống dưới thành phố và được cô cho bánh về chia nguyên trường ăn cho nó vui nhanh nha. Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Em tặng riêng anh với ca rể 5 triệu để anh có điều kiện nhiều hơn nữa để chăm sóc cho cháu ạ. Xin cảm ơn. Chúng ta vỗ tay một lần nữa cho sự xuất hiện của thầy cũng như ca rể cũng như ba của ca rể ạ. Bye bye ca rể nha. Ca rể ơi, bye bye con nha. Bye bye. Mình vỗ tay cái. Yeah. Xuất sắc.